Chào anh em hú hú. Vâng, lại là tôi lần nữa, trợ lý của Hải đẹp trai đây. Hôm nay hướng dẫn anh em nốt cái quét thế giới này rồi tôi nghỉ hưu đây. Hôm nay làm quét bí mật của Erebos và mở khóa 3 map ẩn nhé. Để nhận quét, anh em xuống trái tim mãng xà hộ tôi, nói chung vị trí cụ thể tôi để ở đây, anh em xuống đấy nói chuyện với NPC nhận nhiệm vụ nhé. Anh em xuống vị trí như trên map ở lối mòn khe núi hộ tôi nhé, sau đó đánh hết quái rồi nhảy vào cái ảo ảnh ở giữa, nó sẽ đưa anh em qua cái cổng. Sau khi đến nơi nói chuyện với cái NPC ở trước cổng, nó sẽ mở cho anh em nhiệm vụ giải phóng tất cả ngọn lửa cửa cao. Các anh em theo dõi kỹ video rồi làm như tôi nhé, cẩn thận trong việc khởi động các cơ quan một tí, vì nói dối não méo chịu được. Sau khi nhặt hết 3 ngọn lửa, quay về nói chuyện với NPC Uza, anh em sẽ nhận được thành tựu linh hoạt khéo léo. Đến đền đêm đen, anh em làm tương tự như lúc nãy hộ tôi, đánh quái rồi nhảy vào cái ảo ảnh để nó đưa anh em sang đảo khác nhé. Nói chung là phần này cũng giống phần kia thôi, để anh em đỡ nhọc nhìn tôi nhặt lửa rồi đi nhặt theo nhé. Các khóa cơ qua ở đây không phức tạp như phần trên nhưng mà nói chung là vẫn đau não. Hoàn thành xong, anh em nhận được thành tựu cá trình mùa đông. Cái này ở trái tim mãng xà, anh em check map để xem vị trí ảo ảnh nhé. Cái này cũng giống hai cái trên, tôi lười nhắc lại quá nhưng mà nhớ dùng tôi, nhìn cho kỹ vào, không lại bảo trợ lý Hải đẹp trai nhắc đều, tội tôi lắm các anh em ạ. Xong thì các anh em sẽ nhận được thành tựu vô song của Tokoi Âu. Xong cả ba cái các anh em về chỗ ban đầu nhận quét để nhận thưởng thôi. Thể là hết, nhưng mà quét Enkanomi ra tính ra đau não lắm anh em ạ. Hết rồi, thế là cuối cùng tôi đã làm xong ba quét thế giới của Enkanomi ra. Cảm ơn tôi đi, chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Nhớ like, share cho Hải đẹp trai, đấm sao nhiều và ủng hộ anh tôi nhé.